Thanh Loan xin kính chào quý khán giả của VNTV Houston 55.2. Kính thưa quý vị, thấp thoáng đó mà đã gần một năm trôi qua rồi. Nơi đâu mọi người cũng đang háo hức để chào đón mùa lễ Giáng sinh và năm mới sắp đến. Sẵn nơi đây, VNTV đã mời được chủ nhân của công ty Direct Furniture, anh Lã Nguyễn, đã nhín chút thời gian để đến đây để chúc mừng lễ Giáng sinh và năm mới đến các thân chủ và cũng như là mọi quý vị khán giả của VNTV. Xin chào anh Lã. Mến chào Loan và Lãn xin kính chào quý khán giả của đài VN cũng như là quý khách hàng của công ty Direct. Thưa quý vị, rất quý là vì trong lúc này mà anh Lãn đã bỏ một ít thời gian để đến đây. Xin cảm ơn anh và không biết là anh Lãn có đi mua sắm gì cho mùa lễ Giáng sinh này chưa? Chuẩn bị gì chưa anh? Mua sắm cho mùa lễ cho chính mình thì thì chưa. Nhưng mà mua sắm cho mùa lễ, cho tiệm, cho cửa hiệu của mình, mang những cái đồ mới đẹp về để cho khách hàng của mình tới chọn lựa thì có. Vậy thì nhân dịp đây thì Thanh Loan muốn shop qua miệng thôi nha. Là em muốn mua một cái ghế massage cho bố mẹ, thì không biết công ty Direct Furniture có giá nào đặc biệt cho mùa lễ này không anh? Trước khi Lãng trả lời câu hỏi về của Loan thì trở lại Lãng xin nhân dịp mà có mặt tại đài VN để Lãng gửi lời chúc Giáng sinh và năm mới tới cho khách hàng của mình cũng như là quý đồng hương ở đây. Lãng thay mặt tất cả anh em trong công ty Direct kính chúc tất cả quý vị một mùa lễ Giáng sinh và một năm mới tràn đầy hạnh phúc và lúc nào cũng tìm được bình an trong tâm hồn của mình. Thì trở lại với câu hỏi của Thanh Loan đó, thì nếu mà Loan mua một chiếc ghế massage cho gia đình của mình đó, thì Direct là một nơi mà Loan có thể đến. Tại vì công ty Direct mình có tới 10 model khác nhau, 10 kiểu khác nhau của những hãng khác nhau để cho Loan lựa cho bố mẹ. Tại vì ghế massage đó, thì mỗi hãng nó làm đó, nó mỗi cái kiểu massage khác nhau hết, chứ không phải là cái nào cũng giống cái nào. Đúng. Mà cũng không thể nào khẳng định là cái nào là nhất được hết á, tại vì tùy theo ý thích của mỗi người. Ví dụ như Loan giống như thức ăn vậy, hay là nệm nằm ngủ vậy. Ví dụ như Loan thích ăn phở, còn có người thì họ thích ăn bún bò Huế. Đúng. Có người thì thích ăn món khác, ví dụ như cơm chẳng hạn. Thì đó là những cái chọn lựa mà công ty Direct mình có. Thì nếu mà Loan tìm một chiếc ghế cho bố mẹ thì Loan mời Loan dẫn bố mẹ đến để bố mẹ ngồi thử. Thì nếu mà Loan ngồi thử để chọn cho bố mẹ thì cũng không chính xác nữa. Đúng rồi. Vâng. Và ngoài chiếc ghế massage ra thì công ty Direct còn những món nào, mặt hàng nào có giá đặc biệt trong mùa lễ nữa không anh? Tất cả những mặt hàng công ty Direct của mình lúc nào cũng có giá đặc biệt, lúc nào cũng có giá thấp nhất hết. Nhưng mà trong cái mùa lễ thì mình sẽ có những cái phần quà giá trị hơn nữa cho khách hàng của mình. Ví dụ như cái chương trình mà công ty Direct mình mới vừa làm xong đó, mà đài VNTV có show, thì mời quý vị xem cái phần quảng cáo của công ty Direct cho cái mùa lễ để quý vị biết là cái chương trình đó là đặc biệt như thế nào. Merry Christmas and Happy New Year. Direct, người con thân thương của cộng đồng người Việt, kính chúc quý đồng hương một mùa lễ Giáng sinh và một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Direct sẽ mở cửa phục vụ quý khách suốt mùa lễ với nhiều bộ sofa, bàn ghế, tủ giường mới với giá thật thấp và tặng quà giá trị cao. Ngay bây giờ, mua một bộ giường adjustable bed và một chiếc ghế massage sẽ được tặng một TV 70 inch LED 3D với giá trị 2.500 một kim. Đúng vậy, chỉ trong mùa lễ này, quý khách có thể tặng cho người thân hay cho chính mình hai món quà giá trị nhất cho giấc ngủ và sức khỏe, và sẽ được Direct tặng TV Sony 70 inch LED. Hãy nâng cao giá trị cuộc sống của mình bằng cách sử dụng những chiếc ghế massage danh tiếng và những bộ nệm Tempur-Pedic từ Direct. Xin cảm tạ và chúc mừng trên 25.000 khách hàng đã sử dụng nệm Tempur-Pedic và chiếc ghế massage từ Direct. Direct Bel Air, góc Khơi Quýt, 281-495-3333 hoặc vào địa chỉ đến direct.net. Thì quý vị vừa xem cái chương trình quảng cáo của công ty Direct có những cái món quà đặc biệt trong cái mùa lễ này. Và trở lại câu hỏi của Thanh Loan về chiếc ghế massage mà chọn cho bố mẹ của mình đó. Thì trong công ty của mình thì có rất là nhiều ghế. Ghế hiệu Kawai, ghế hiệu Luraco, Dr. Fuji, Panasonic, rồi Human Touch nữa. Bây giờ công ty Direct mình mới có ghế hiệu Human Touch nữa. Và công ty Direct cũng có cái ghế Inada cho quý khách có thể thử để so sánh với những cái
chiếc ghế của mình. Nhưng mà gần đây thì quý vị cũng đã thấy cái Loan cũng thấy cái chương trình mà công ty Direct mình show cái video clip của cha Nguyễn Tiến Linh đó. Đúng rồi, vâng. Thì cha Nguyễn Tiến Linh đã tới công ty Direct của mình và đã nằm thử chiếc ghế và cha cũng có những lời khen. Lãng nghĩ đây là cũng là một cái dịp để Lãng có thể chia sẻ cái video clip đó lại để quý vị có thể xem và hình dung chiếc ghế đó như thế nào qua những cái lời chia sẻ của cha Nguyễn Tiến Linh. Wow, cái này nó fit cái chân mình thoải mái quá hả? Cha ngồi xong rồi á, thì khi mà cha ngồi xong á thì cha phát biểu cảm nghĩ thật sự, cha nghĩ nó như thế nào để cho nó cũng là một cách mà Lãng giúp cho khách hàng của Lãng biết qua đúng cái rồi, ghế này như thế biết nào sự thật. Luôn. Nhìn chim mình là linh mục, mình sẽ nói sự thật ha. Tốt xấu đều nói ra hết. Cho nên wow, thấy trước mắt là ngồi vô là thấy thoải mái vô cùng quý vị ơi. Wow. Oh wow, cái chân cũng hoạt động nữa. Wow, đã vậy. Đặc điểm của cái ghế này đó là nó làm cái lòng bàn chân. Oh. Nó không phải là làm cái lòng bàn chân không mà nó sẽ bóp cái gót chân của cha. Yeah, rồi nè, cái chân mình đang nhúc nhích để trời đã. Cha biết không, nó sẽ vuốt cái đầu ngón chân của cha nữa. Wow. Nó đúng làm rồi. Cái việc mà người thường mình cũng không thể nào mà một người làm cho người khác mà cũng. Ôi thoải mái quá ơi. Ô cái chân mình nó nó làm chân rồi đó. Trời đất. Nó bóp tay. Rồi đấm cái lưng, cái xương sống ở dưới cái lưng của mình. Wow. Nó lan, rồi nó bóp ở phía tay phải, quý vị thấy nè. Rồi cái chân cũng đang khi bóp chân rồi, hai cái thao lưng cũng đang bóp này. Rồi bây giờ mình nằm xuống dưới như thế này, cũng có hai cái cục gì đó, hay những hai cái bàn tay sống, xương sống gì đó. Nó bóp vào cái lưng của mình, trời đất. Wow. Cái góc tay này nó cũng bóp nó, trời đất, không nhúc nhích được luôn rồi nè. Wow. Nó giữ lại mình rồi, nó cái tay kia là nó bóp, nó đẩy lên, ủa trời đất rồi. Cái này mà làm lễ xong mà mệt, ngồi lên này thấy khoảng 15 phút thôi nó khỏe ra hơn con bò cáo xe luôn. Ôi trời ơi, nó còn lắc cái mông của mình nữa nè. Wow. Trời, cái máy này phải nói là cái máy nịnh đầm. Nó bóp từ lưng, chân, tay, rồi các ngón chân, các ngón tay cũng đều bóp. Oh my god. Sung sướng thật đó, đúng là tiền bạc dễ kiếm mà sức khỏe khó tìm. Ngồi trong cái ghế này thôi là thấy thoải mái. Mà cảm thấy cái sự sung sướng của cõi đời này là mỗi người phải thử cái ghế để cho bằng được. Nếu mà sống mà không thử cái ghế massage một lần, ít nhất một lần trong đời, thì là cảm thấy thiếu thốn hay là thiếu sót một cái gì cho cuộc đời quý vị ơi. Nói thiệt đấy. Cái này là không có set up hay là không có bàn thảo gì hết. Không phải là quảng cáo. Không có quảng cáo gì hết. Cái này là như là một cái gì đó thật. Nó rất là thật mà rất là vui. Để cảm ơn anh Lãng đã giúp cho cộng đồng của chúng ta nơi đây Houston. Cũng như cảm ơn cho tất cả công việc của anh làm. Tiền bạc mà khách hàng giúp cho anh có. Anh dùng cái tiền của khách hàng để chia sẻ lại cho tất cả các cái hội từ thiện. Các cha, các sơ, các dòng. Cũng như ngay ở bên chùa nữa. Được biết là đến là anh luôn luôn sẵn sàng. Một năm có tới 5-60 hội đến. Và anh không bao giờ để họ ra tay không. Cho nên Tiến Linh đến đây một cách surprise để cảm ơn anh Lãng. Cũng như cảm ơn công ty Direct của anh đã mang lại cho khách hàng những cái món hàng giúp cho sức khỏe của mọi người. Đã khỏe càng khỏe hơn, mà đã yếu thì sẽ khỏe lại. Kính thưa quý vị, gần đây thì VNTV đã cho chiếu một quảng cáo của công ty Direct Furniture, trong đó có nội dung là tặng một TV 70 inch LED, cũng thưa quý vị, trị giá là 2.500 Mỹ Kim và TV LED 3D. Khi nào thì quý vị khán giả sẽ được tặng cái TV đó, thưa anh? Cảm ơn Loan. Và thưa quý vị, là cái TV LED đó là TV hiệu Sony, trị giá là 2.500 đồng. Thì cái điều kiện cũng rất là đơn giản, nếu mà quý vị mua cùng một lúc chiếc ghế massage và cái adjustable bed cho gia đình của mình thì đó là hai cái món hàng rất là giá trị cho sức khỏe đó Loan. Đúng rồi. Thì trong cái mùa lễ này thì mình làm cũng cực cả năm rồi. Đúng rồi. Mình tự tặng cho chính mình hoặc là mình tặng cho người thân của mình hai cái món quà này, nó có giá trị cao cho sức khỏe, nó giúp cho mình ngủ ngon và nó làm cho mình giảm đau lưng cũng như nó ngăn ngừa những cái bệnh tật cho mình.
thì quý vị mua hai cái món hàng này đúng giá của công ty bán là đúng giá thị trường, và cái món quà là một cái TV Sony 70 inch trị giá là 2.500 đồng. Mà nếu quý vị không có dùng, không cần cái TV đó thì quý vị có thể dùng 2.500 đồng đó để lấy những cái quà khác ở trong cửa hàng của Direct của mình. Wow, vậy có thể là mình có thể đổi được. Đúng rồi. Đúng. Mà quý vị cũng có thể trả góp cho hai cái món hàng mà quý vị mua chứ không cần phải trả một lần. Quý vị có thể trả góp đến 4 năm không có tiền lời. Vâng, kính thưa quý vị, công ty Direct Furniture là một công ty rất uy tín trong nhiều năm qua trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại Houston, và là công ty mà Thanh Loan thấy là công ty đầu tiên mà cho mượn lời không tiền lời trong vòng 2 năm 3 năm tùy theo, phải không anh? Đến 5 năm bây giờ là. Wow, rất là tốt kính thưa quý vị. Đó là cũng là một sự thuận tiện để cho khách hàng, và chính bản thân Thanh Loan cũng đã có mua những mặt hàng của công ty Direct Furniture. Và Thanh Loan xin chia sẻ với quý vị một tí là gia đình của Thanh Loan cũng là trong ngành về furniture, và khi mà sử dụng đồ của công ty Direct Furniture thì Thanh Loan nói quả thật không đâu bằng sánh bằng hết kính thưa quý vị, giá vừa rẻ mà mặt hàng rất là tốt, phải không anh? Cảm ơn Loan chia sẻ những cái suy nghĩ của Loan với lại khách hàng cũng như là khán giả xem chương trình. Tại vì ví dụ như Lãng làm chương trình quảng cáo cho công ty của mình thì dĩ nhiên là những lời tốt nhất là phải nói. Đúng, Còn Loan là đứng vai là một người khách hàng mà cũng là một host của đài Ven nữa, thì Lãng nghĩ những lời chia sẻ của Loan nó có giá trị rất là cao. Dạ, cảm ơn anh. Của mình. Dạ, em Thanh Loan chỉ nói những cái gì mà mình nhìn thấy được. Vì cái đó là cái sự thật mà Thanh Loan muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Kính thưa, vậy thì quay lại với, tại vì trong công ty Direct Furniture có rất nhiều mặt hàng khác kính thưa quý vị. Ngoài ra có những số mặt hàng khác như là loa hát karaoke chẳng hạn, hay là ngoài ra còn một mặt món hàng nữa đó là ghế spa, pedicure. Thì anh Lãng có giá đặc biệt nào không? Có Loan, thì công ty Direct của mình muốn phục vụ khách hàng của mình trong 10 năm vừa rồi là đã phục vụ rất là nhiều khách hàng trong những sản phẩm cho gia đình. Thì gần đây khoảng chừng 6 tháng trở lại đây thì công ty Direct của mình bán thêm những mặt hàng cho cửa hiệu tiệm nail. Đúng. Thì ghế spa, cái pedicure, rồi những cái bàn làm móng tay, những cái bàn công ty Direct sắp sửa mang về 3 kiểu bàn với lại những cái màu sắc thích hợp bây giờ, chứ không phải là những cái mẫu mã mà Lãng đã từng thấy ngoài thị trường, thì những cái màu sắc nó cũng không thích hợp mấy. Thì công ty Direct của mình chuyên về furniture cho nên là nghĩ ra những màu sắc mới. Đúng. Làm cho những cái cửa hiệu tiệm nail được đẹp hơn nữa. Rồi công ty Direct của mình cũng mang về những cái kềm cho những người làm nail. Kềm loại inox đó mà thông thường bây giờ là người ta phải mua 10 đồng một cái đó. Thì công ty Direct mang về bán với giá là chỉ 5 đồng một cái thôi. Wow, rất là tiện lợi. Rồi thêm nữa đó, Loan biết là gần đây á, những cái bồn pedicure, những cái bồn spa đó thì người ta dùng cái liner, đúng không? Đúng. Thì công ty Direct của mình sắp sửa mang về những cái thùng liner mà loại mềm đó, tức là kích cỡ bồn nào cũng bỏ vô được hết. Một cái thùng như vậy là 200 cái. Lãng được biết ngay bây giờ ngoài thị trường người ta bán là 60 đồng một thùng, là 200 cái. Thì khi mà công ty Direct mình mang cái này về thì công ty Direct mình sẽ bán với giá là chỉ có 39 đồng một thùng thôi. Mà cũng là 200 cái, tính ra là ít hơn 20 cent cho một cái. Là rẻ hơn những cái nail supply khác ở ngoài. Tại vì mình bán với hình thức là mình bán sỉ cho những người trong tiệm nail. Tại vì những người mà mua đó là những người chủ của những cửa hiệu nail cho nên người ta có thể mua mặc dù là mua một vài thùng thôi nhưng mà cũng có thể là mua với giá sỉ. Wow. Thì Loan vừa nói là công ty Direct của mình có những cặp loa Bose chính là một chẳng hạn cho khách karaoke. Rồi quý vị biết, nếu mà quý vị chưa bao giờ đến công ty Direct đó, thì khi mà quý vị đến đó, thì bên tay phải khi vừa bước vô cửa đó thì quý vị sẽ thấy khoảng 50 bộ sofa với nhiều kiểu, nhiều màu sắc khác nhau. Lãng xin nhắc lại là nó là 50 bộ. Phần lớn quý vị đi những cái cửa hiệu tiệm bán furniture thì quý vị thấy dừng từ 3 bộ, 5 bộ lên đến 10 bộ, nhiều nhất là 20 bộ thôi, 20 kiểu khác nhau thôi. Nhưng mà công ty Direct mình cố gắng sắp xếp để bỏ được nhiều chọn lựa theo để cho vừa ý của quý khách của mình. Rồi đi vô trong nữa đó, thì quý vị sẽ thấy khoảng 50 bộ giường và 14 chiếc ghế massage khác nhau để quý vị có thể ngồi thử. 14 chiếc ghế này là 14 kiểu khác nhau chứ không phải là một hiệu ghế, một rồi để nhiều để ra làm nhiều á.
thì làm khi mà người ta ngồi thử thì cái nào cũng giống nhau hết. Cái này thì, và số tiền của những chiếc ghế massage này thì nó đi từ 1.500 đồng cho tới 7.500 đồng, thì ai cũng có thể mua được hết. Và những cái chương trình trả góp của công ty Direct của mình đó là tới 5 năm không có tiền lời, cho nên ví dụ như quý vị mua một chiếc ghế mà 7.500 đồng thì một tháng chỉ trả có 136 đồng, và tính ra một ngày nó khoảng 4.5 đồng đó Loan. Thì lại nghĩ 4.5 đồng ai cũng có thể xài được mỗi một ngày và cho nhiều người sử dụng trong gia đình. Đúng. Cảm ơn anh Lãng. Thưa quý vị, Thanh Loan thì rất tham lam. Hỏi một món có sale bao nhiêu thì không đủ đâu, Thanh Loan muốn hỏi hết cơ. Thành ra không biết còn mặt hàng nào nữa không thưa anh Lãng? Còn mặt hàng nào mình có thể là giảm giá nữa không? Thì cảm ơn Loan. Thì dĩ nhiên rồi, nếu mà đóng vai một người mua hàng thì ai cũng muốn được mua được giá thấp nhất. Thì công ty Direct của mình lúc nào cũng có những giá thấp cho khách hàng của mình. Nhưng mà đặc biệt là trong những mùa lễ này thì quý vị sẽ được những giá thấp hơn nữa. Mà thời giờ trên cái màn hình thì mình không có đủ để mình chia sẻ. Cho nên nếu mà quý vị xem những chương trình quảng cáo của công ty Direct thì quý vị sẽ thấy những món hàng đặc biệt với giá rất là thấp. Nhưng mà trong suốt cái mùa lễ Giáng sinh và năm mới thì công ty Direct của mình sẽ mở cửa. Và quý khách đến công ty thì quý khách sẽ được thêm những cái giá đặc biệt hơn là quý khách thấy trên quảng cáo trên TV. Vậy bây giờ mình nói trở ngược lại, trong vòng năm vừa rồi, năm 2013, anh Lãng có thể bật mí cho khán giả biết sơ lược về những cái năm vừa rồi kinh doanh của công ty như thế nào không anh? Cảm ơn Loan. Thì Lãng, Lãng là đại diện cho công ty Direct, là người con thân thương của cộng đồng người Việt. Cho nên là mình làm gì mình cũng phải kể cho gia đình mình. Năm vừa rồi đó Loan, cũng như nhiều năm trước, cứ mỗi năm như vậy là công ty Direct của mình số sale nó được tăng trưởng. Thì năm nay thì tăng trưởng trên 15%, đặc biệt là cái nệm Tempur-Pedic đó. Thì công ty Direct của mình được cái số của hãng Tempur-Pedic chia sẻ lại đó. Thì trong năm vừa rồi là cái doanh thu của công ty Direct của riêng về nệm Tempur-Pedic đó thì cao hơn năm trước 10%. Và đặc biệt hơn nữa đó là công ty Direct của mình đã mang đến những bộ nệm tốt cho cộng đồng người Việt của mình trong thành phố Houston cũng như thành phố lân cận. Mang những bộ nệm Tempur-Pedic là mang giấc ngủ ngon tới cho cộng đồng của mình. Và được biết nữa là công ty Direct của mình là một công ty được điều hành bởi người Việt Nam, châu Á, bán hàng nệm Tempur-Pedic nhiều nhất trên toàn nước Mỹ này. Wow. Thì đó cũng là một cái tin mà rất là quý mà Lãng muốn chia sẻ lại với lại cộng đồng người Việt của mình tại thành phố Houston. Thanh Loan cũng rất là vui và cũng cảm ơn công ty Direct Furniture đã đem lại những món ăn tinh thần, những cái gì tốt đẹp nhất cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Và ngoài những cái lợi nhuận đã từ tăng trưởng như vậy, thì bên cạnh đó, song song đó sẽ có những thứ nó gọi là cạnh tranh. Thì không biết bên công ty của anh có những cái sự cạnh tranh nào khác nữa hay không? Thì Loan hỏi là đúng rồi, thì quý vị cũng biết nữa. Làm ăn trên thị trường thì lúc nào cũng sẽ có những cạnh tranh. Có những cạnh tranh gọi là cạnh tranh trong sạch và có những cạnh tranh người ta gọi là cạnh tranh không trong sạch. Thì cạnh tranh trong sạch đó thì nó rất là tốt cho người tiêu dùng. Đúng. Tại vì nếu mà có cạnh tranh đó thì mới mang lại được giá cả thấp cho khách hàng của mình. Đúng. Đó, là mình làm sao mình điều hành để mình mang lại cùng một món hàng đó với cái giá thấp nhất cho khách hàng của mình. Thì nếu mà làm được như vậy đó thì khách hàng của mình mới thương mình, mới trở lại mua đồ của mình. Chứ chẳng ai có muốn đi mua hàng mà trả giá tiền cao hơn so với lại cùng một món hàng đó ở chỗ khác. Đúng không? Rồi còn cạnh tranh không trong sạch đó, thì gần đây đó Loan chắc Loan không biết, tại vì Loan không trong cái ngành thương mại. Nhưng mà có những công ty người ta cạnh tranh không trong sạch bằng cách là người ta tạo ra cái website giả, rồi người ta bỏ những cái mặt hàng mà mình bán được nhiều đó. Ví dụ như chiếc ghế massage hiệu Kawaii của Lãng bán, công ty Direct mình bán, hiện giờ tới thời điểm này là công ty Direct đã bán trên gần 500 cái trong vòng 9 tháng vừa rồi. Thì chiếc ghế đó vì nó bán quá mạnh cho nên công ty khác đó người ta tạo ra cái website giả. Người ta bỏ chiếc ghế đó vô trong cái website đó và người ta để cái giá của nó chỉ là 1.300 đồng thôi. Thì khi mà người không biết đó, thì nhìn cái website thấy cái ghế này chỉ có 1.300 đồng. Mà tại sao mà công ty Direct mình bán là 7.500 đồng? Thì người ta mới ngạc nhiên. Thì có người thì người ta biết là có mua được không anh? Không, làm sao mà mua được, tại vì nó đã là website giả thì không mua được.
Cho nên là những người mà họ biết Lãng đó thì họ tới họ hỏi là thông tin này như thế nào. Thì Lãng chia sẻ là cái thông tin này là thông tin không chính xác. Bằng cách là nếu mà mình click vô chỗ mình mua cái ghế đó, đúng rồi, hoặc là mình nhìn kỹ thôi thì nó lúc nào nó cũng để là not available hết. Tức là ví dụ như một mặt hàng mà 1.000 đồng mà mình chỉ bán có 1 đồng thôi, nhưng mà mình không có hàng để bán, có nghĩa là thông tin nó không chính xác, không thật. Thì nó làm như vậy á, để lung lay cái suy nghĩ của những người mà khách hàng. Và đặc biệt nhất là những cái cô bác lớn tuổi mà không có biết dùng internet chẳng hạn, thì nhìn mới nhìn qua thì nói là ồ, công ty direct của mình ở đây làm ăn sao kỳ vậy. Nhưng mà thật ra đó, nếu mà nghiên cứu kỹ ra thì nó là một cái thông tin hoàn toàn không chính xác. Vâng, khách hàng lại hiểu lầm là công ty direct bán bánh mắc hơn. Đúng rồi. Những nơi khác. Hoặc là người ta tạo ra những cái thông tin lệch lạc về cái sản phẩm của mình bán để bôi nhọ sản phẩm. Những cái đó gọi là cạnh tranh không trong sạch. Thì sẵn đây Lãng muốn chia sẻ để cho quý khách biết là những cái thông tin đó như thế nào, để khi mà quý khách thấy đó thì quý khách có thể hiểu liền, hoặc là nếu mà quý khách cần biết thêm đó thì cứ mạnh dạn tới công ty direct của mình, thì Lãng hoặc là những anh em trong công ty sẽ chia sẻ thêm những cái suy nghĩ của mình và xác minh những cái thông tin đó là không chính xác cho quý khách. Dạ vâng, xin cảm ơn lời chia sẻ của anh Lãng. Và dù cho có cạnh tranh công bằng hay là cạnh tranh không công bằng đi nữa thì công ty Direct Furniture vẫn mạnh trong lòng người dân của Houston trong nhiều năm qua, phải không anh Lãng? Dạ, cảm ơn Loan. Cái đó là Lãng phải nói là một cái lời cảm ơn thật sâu sắc, thật là cho những người khách hàng mà đã mua hàng, đã ủng hộ công ty. Những người khách hàng đã thương công ty bằng mọi cách, bằng xa như thế nào đi nữa, người ta cũng lái xe 100-300 dặm để tới công ty direct của mình mua hàng, để nuôi công ty direct của mình vững mạnh, để công ty direct lúc nào cũng nói là thay mặt khách hàng để làm việc này, hoặc là thay mặt khách hàng để làm việc khác. Cảm ơn anh Lãng Nguyễn đã nhấn chút thời gian đến với chương trình và đã chia sẻ những lời rất là có hữu ích đến với cộng đồng chúng ta. Và xin cảm ơn anh, xin kính chúc anh và công ty Direct Furniture bước sang năm mới sẽ càng ngày càng thăng tiến hơn. Xin cảm ơn anh nhiều, xin cảm ơn quý vị. Lãng cũng cảm ơn Loan đã dành thời gian của mình để mang những thông tin này cùng Lãng đến với cộng đồng người Việt của mình. Lãng một lần nữa xin kính chúc quý khách một năm mới, một mùa Giáng sinh tràn đầy hạnh phúc và lúc nào cũng được bình an trong tâm hồn của mình. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Merry Christmas! Oh, 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 oh